Hello các bạn, chào mừng tất cả các bạn đến với Stung Trang. Thị xã Stung Trang, thủ phủ của tỉnh Stung Trang, nằm ở phía bắc Campuchia các bạn. Bây giờ là 8:30 sáng và mình bắt đầu đưa các bạn đi khám phá thị xã Stung Trang các bạn nhé. Good morning. Đây là cái nơi mình nghỉ đêm qua đây các bạn. Nhà nghỉ Savet, rất là sạch sẽ, giá 12 đô, tầm khoảng 240.000 tiền Việt các bạn. Phòng đầy đủ tiện nghi. Cái tiêu chuẩn ở đây của khách sạn này mình nghĩ là phải tương đương với tầm những cái khách sạn giá 500.000 ở Việt Nam các bạn. Cái khách sạn ở bên này thì nó đắt hơn bên Lào, nhưng mà so với Việt Nam thì vẫn rẻ hơn chút. Bây giờ là 8:00 sáng rồi, trời nó vẫn còn hơi âm u, nhiều mây. Ở đây đang là mùa mưa nên là đêm nào cũng có mưa, mà mưa to khủng khiếp luôn đấy, nó mưa suốt đêm các bạn. Buổi sáng ban ngày ấy thì âm u một chút thế này thôi, nhưng mà tầm khoảng một tiếng nữa là lại nắng rát luôn, cứ ngày nắng đêm mưa. Cắt tóc gội đầu mở cửa sớm thế, dễ là của người Việt lắm. Bà con bắt đầu dọn hàng các bạn. Stung Trang thì nó là cái thị xã trung tâm của tỉnh Stung Trang các bạn, là một cái tỉnh nó nằm ở phía đông bắc của Campuchia và nó có cái đường biên giới với Lào, cách Việt Nam khoảng 300 km. Cái thị xã này nó cũng khá là nhỏ thôi, nó chỉ có tầm khoảng 50-60.000 dân. Cả cái tỉnh này mới có hơn 100.000 dân. Kia chắc là một cái khách sạn to phết này này. Chắc là lại khách sạn của ông chủ Trung Quốc nào rồi. Bên cạnh là một cái ngân hàng thì phải. Vắng vẻ yên bình quá các bạn. 8 giờ, hơn 8 giờ rồi mà vẫn chưa thấy bà con đi lại mấy. Đây bên phải đây là cái con phố nó đi ra bờ sông các bạn. Bờ sông chỗ ngã ba sông Mekong với lại sông Sekong gặp nhau. Cái thị xã này nó nằm ngay bên cạnh cái ngã ba sông. Nếu mà nhìn ở trên bản đồ là các bạn có thể thấy là đây là cái điểm mà cái con sông Mekong nó chảy từ nước Lào vào Campuchia các bạn. Bên phía đông bên này là cái con sông Sê Công và sông Sê San, nó chảy từ phía Tây Nguyên Việt Nam đổ vào, nó chập vào sông Mê Công. À đây nó là một cái phòng khám chứ không phải là khách sạn các bạn. Sang đến bên cam bên này là mình thấy có rất nhiều những cái cửa hàng thuốc Tây, là những cái phòng khám kiểu tư nhân như này. Nhiều lắm, có khi một con phố có đến 2-3 cái hiệu thuốc như vậy, phòng khám các bạn. Bên cạnh là một cái ngân hàng. Stung Trang này là cái cửa ngõ đường bộ chính của người dân Trung Quốc mà khi họ sang Campuchia làm ăn các bạn. Đấy là họ đi dọc nước Lào, đi vào cái cửa khẩu phía bắc Lào, sau đó là đi dọc theo quốc lộ 13 là chạy vào trong này, chạy dọc Lào vào trong này, lấy qua cửa khẩu đằng này thì vào đây rồi xuôi xuống Phnom Penh, rồi tiếp theo là vào Sihanoukville. Đấy là những cái thành phố mà nơi mà người Trung Quốc ở đông nhất, ở nhiều nhất. Phnom Penh với lại Sihanoukville. Từ đây về đến Phnom Penh là khoảng 400 km các bạn. Đây bán cái gì đây? À ngô luộc. Đây bán ngô luộc à. Đây bắt đầu nhộn nhịp hơn rồi các bạn. Chắc là sắp đến cái chợ trung tâm rồi. Các loại máy nông nghiệp, máy phun thuốc trừ sâu, rồi máy cắt cỏ, rồi lốp máy cày, máy kéo. Nhiều nhà xây mới lắm các bạn, kiến trúc hệt như ở bên Việt Nam ấy. Cũng kiểu nhà ống xây 2-3 tầng, là máy bằng, có cái ban công trước.
đây bán bánh mì pate. Bên Cam này là họ bán rất là nhiều bánh mì, bán nhiều hơn ở bên Lào. Bên Lào thì kiểu hay ăn phở bún cháo, bên này thì lại thích ăn bánh mì giống như ở bên Việt Nam. À đây chắc là đến cái chợ rồi đây các bạn, đông vui nhộn nhịp hơn rồi đấy này. Ở bên này hình như là không bắt buộc đội mũ bảo hiểm các bạn, không phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Đường phố cũng khá là sạch sẽ, không thấy có rác mấy. Đây là cái con phố số 14. Bên này thì nhiều thị xã thành phố người ta lại không đặt tên đường mà lại đặt theo số thứ tự. Hôm trước mình có post một cái video clip thì có một bạn khán giả nói là cái cách đánh số phố bên này rất là hay. Người ta đánh số theo chiều kim đồng hồ từ trái sang phải. Đấy, cái điểm bắt đầu tính là từ cái điểm trung tâm và nó nằm thường thường nó nằm ở bờ sông. Đấy, mình nhìn trên bản đồ thì thấy từ số 1 cho đến số 81, tức là chỉ cần nhìn vào con số lớn nhất ở trong cái khu này là có thể biết ở đây nó có 81 con phố. Chả biết có đúng không. Bạn nào biết thì bật mí cho mình cái vụ này cái. Cũng im lìm như ở bên Lào thôi các bạn. Nhưng mà chỉ có một cái điều duy nhất mà mình vẫn thắc mắc từ hôm trước đến hôm nay là không thấy bất kỳ một cái biển hiệu của tiếng Việt nào các bạn. Rất là lạ nhé. Đây là cái cổng chính vào chợ rồi này. Ui giời, bánh mì. Quá trời bánh mì luôn. Bánh mì bên này là bánh mì nó cái ruột nó rất là đặc chứ không phải kiểu phồng phộp như kiểu bánh mì ở bên mình nữa các bạn. Bên mình thì nhìn cái bánh rất là to nhưng mà bóp lại thì được rú. Bánh bao này. Đây là cái khu bán bún này, bún miếng này. Đấy, mình vừa đi qua một chị phụ nữ người Chăm các bạn. Ở trên cái vùng Đông Bắc này là có rất nhiều người Chăm. Người Chăm là họ theo cái đạo Hồi, giống như là bà con người Chăm ở bên Việt Nam. Các cái loại xe máy mà được yêu chuộng nhất ở bên bên Cam bên này là cái xe Dream 125 phân khối. Thấy cái cậu nhân viên ở khách sạn nói chuyện thì cái xe này nó giá khoảng 20 triệu. Không biết là có đúng không? Nếu mà 20 triệu thì lại quá là rẻ. Cái xe này chắc là nó chung với cái máy của cái con Future 125 ở Việt Nam. No, thank you. Anh em xe ôm đứng đợi khách. Bên này thì không thấy có Grab. Toàn anh em xe ôm truyền thống ấy. Ok, mình đưa các bạn ra cái phố bờ sông xem là có cái gì không. Ok, đây chắc là cái điểm đầu của con phố lớn nhất Sung Trang đây các bạn. Đây là cái con phố số 63, 64. Nó giống như kiểu là một cái đại lộ ấy, chạy thẳng từ trong thành phố ra bờ sông. Đây là cái con sông Sekong đây các bạn. Phía xa kia là con sông Mekong đấy. Đấy, đây là ngã ba sông, sông Sekong chảy vào sông Mekong tạo nên một cái ngã ba sông. Mùa nước này mùa nước lớn nên là nhìn nó rộng mênh mông như là cửa biển ấy. Chỗ này cũng rác rưởi lắm, túi ni lông rồi chai nhựa bà con cũng vứt lung tung cả đây. Dưới này là cái bến thuyền, bà con ở đây giặt đồ ở đây. Đây chắc là cái bến thuyền mà bà con đi ở trên từ cái bờ sông ở bên kia sang chợ để đi chợ ở bên này. Thuyền này chắc gọi là cái thuyền lá tre. Chắc là sang đây bà con sang đây đi chợ bên này. Cái tỉnh Sung Trang này trước kia nó thuộc về cái khu tự trị Champasak của Lào các bạn.
Đấy, sau này thì chính phủ Đông Dương Pháp họ mới gọi là chia lại đất thì cắt về cho Campuchia. Đấy. Riêng cái vùng Đông Bắc này là ông Campuchia ông ấy ăn được mấy tỉnh, hai hoặc ba tỉnh của Việt Nam với lại một tỉnh của Lào. Pháp người ta chia lại đất mà, nên là anh em Cam là được thêm mấy tỉnh của hai ông anh hàng xóm. Ai chà, đây chắc là cái biểu tượng của Trung Trang đấy các bạn. Trông cái con cá này hình thù nó cũng kỳ quái nhỉ. Cái mỏ nó lại quặp quặp vào này, không biết là cá gì nhỉ. Mình cũng không biết cái con cá này luôn các bạn. Bạn nào biết thì bật mí giúp mình. Mình thì mình chỉ biết là cái đoạn sông Mekong mà từ đây chảy về thành phố Karachi ở phía nam ấy, là cái đoạn sông này nó có rất là nhiều những con cá heo nước ngọt. Đây thì chắc chắn là không phải cá heo rồi, con này nó có vẩy. Như bà con ở đây nói là vào cái tầm mùa khô ấy, tầm tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4 là trên cái đoạn sông Mekong từ đây về Karachi là có rất nhiều những cái đàn cá heo nước ngọt nó bơi lội tung tăng ở đấy. Mọi người có thể ra sông để ngắm. Ai chà, siêu phẩm hổ vồ một chỗ phiên bản Campuchia các bạn. máy dầu 4 xi lanh. Xe này chắc là chuyên dụng chở gọi là chở khoai mì với chở gỗ đi nữa trên nương về. À đây rồi, đây chắc là cái tượng đài chiến thắng hữu nghị Việt Nam Campuchia đấy các bạn. Ở khắp Campuchia là có rất nhiều những cái tượng đài hữu nghị kiểu như thế này các bạn ạ. Cái này chắc là mới được xây sao ấy, trông mới lắm. Một bên là anh lính tình nguyện Việt Nam, một bên là anh lính Campuchia. Ở giữa là một phụ nữ bồng con. Nếu mà không nhầm thì có đến 23, 24 cái tượng đài như thế này nằm khắp Campuchia các bạn. Cả Campuchia là có 24 tỉnh và một thành phố, thì có 23 cụm tượng đài như thế này. Trông cũng khang trang hoành tráng, đẹp. Sang đây nhìn thấy những cái tượng đài như thế này thì cũng rất là cảm động các bạn. Dù sao thì cái hình ảnh người lính tình nguyện Việt Nam cũng vẫn được coi là hiện diện ở mọi nơi. Hy vọng là nó sẽ được đứng hiên ngang mãi mãi như thế này qua các cái thế hệ mai sau của người Campuchia. Và cũng hy vọng là có dù sao đi chăng nữa, có yêu hay là có ghét thì người Campuchia vẫn mãi giữ được một cái sự tôn trọng nhất định đối với lại những cái người lính tình nguyện Việt Nam, mỗi khi mà họ nhớ đến những cái quá khứ đau thương. Rồi là khi có cuộc sống hạnh phúc như này thì người ta cũng luôn luôn nhớ đến gọi là những cái người lính Việt Nam. Ok, mình lại đưa các bạn vào thăm cái khu phố trung tâm tiếp rồi các bạn. Ở đây nó buồn tẻ quá, nó không có gì xem cả. Và đây cũng là cái hình ảnh đặc trưng của người Campuchia đây các bạn. Đấy, chiếc bán tải Toyota gọi là Tacoma. Xe này là xe nhập cũ từ Mỹ về các bạn. Đấy, và bên cạnh đây là một chiếc Toyota Highlander. Hai chiếc xe này là nó dùng chung cái động cơ 3.5 V6. Đây là những cái chiếc xe nhập cũ từ Mỹ, đời loanh quanh khoảng 2003, 2004 gì đấy. Giá để mua những cái chiếc xe như thế này rất là rẻ các bạn. Nó chỉ loanh quanh khoảng 100 triệu, hơn 100 triệu tí. Được coi là những cái chiếc xe quốc dân ở Campuchia đấy các bạn. Động cơ 3.5 V6 đời cũ này mà nó uống thì chắc tầm 15 đến 20 lít trăm cây. Cái giá xăng ở Campuchia bây giờ là khoảng 4.500 riel một lít. Tính ra tiền Việt là khoảng 26.000 tiền Việt, 26 đến 28.000 tiền Việt một lít xăng. Còn dầu diesel là khoảng 24.000 một lít. Nói chung là chơi mấy em này là cũng mệt đấy. Vào trong trung tâm thì kiếm cái gì ăn sáng, không là ăn sáng xong thì mình sẽ hôm nay mình sẽ đi Prekvihia các bạn. Prekvihia là một cái
là một cái ngôi đền, nó nằm ở trên giữa cái đường biên giới Thái Lan Campuchia. Chắc là nhiều bạn đã nghe thấy tên của cái ngôi đền này rồi, đền Prach Vihear là cái nơi mà xảy ra rất nhiều những cuộc đụng độ của quân đội Campuchia và Thái Lan, thì đấy vẫn là cái khu tranh chấp biên giới mà. Thì hôm nay mình sẽ di chuyển về đấy để tham quan cái đền đấy xem nó như thế nào. Cách đây khoảng 25-30 km rồi đấy. À không, cách đây cũng xa đấy, cách đây chắc tầm khoảng gần 200 cây các bạn. Đây, Highlander 200 mấy này. Yaris này, không biết con này là Yaris hay là Irus hay con này không nhớ rõ, hình như Irus hay sao á. Prado 200 mấy này, 203, 204. Lex RX 350 này. Hyundai Starrex này. Nguyên cam này là cái độ phổ cập xe ô tô tính theo đầu người là nó nhiều hơn Việt Nam đấy các bạn. Đấy, tuy nhiên là người ta lại toàn dùng xe cũ đó, xe cũ nhập khẩu rất là rẻ, bởi vì bên này họ được nhập khẩu xe cũ mà, Việt Nam mình thì là không được phép nhập khẩu xe cũ, toàn chơi xe mới thôi. Nói chung là một chiếc ô tô bên này nó giá nó loanh quanh bằng một chiếc xe máy tay ga đẹp của Việt Nam. Xe máy thì được độ chế thoải mái các bạn, kéo xe ba gác, đôi khi mình thấy họ kéo những cái xe như kiểu một cửa hàng di động trên phố luôn. À, phía trước đây chắc là cái tòa nhà cao nhất ở cái thị trấn này đây các bạn. Giống như kiểu khách sạn hoặc là văn phòng cho thuê gì đó. À đây có cái xe buýt chạy tuyến Việt Nam rồi các bạn. Nhà xe Bình Minh này. Xe này chắc là chạy Sài Gòn rồi. Biển số thì vẫn biển số Campuchia. Này ghi chữ Bình Minh. Kính cao loại này chắc là xe giường nằm rồi. Ok, đây mình đi vào đây ăn sáng các bạn ơi. Ôi, có chữ Việt Nam này. Phở Sài Gòn này. À, cuối cùng mình cũng tìm được một cái cửa hàng của chữ Việt Nam các bạn. Bán phở không em? À, sang bên này à? Ok. Đây chắc là cái điểm tập kết khách Việt Nam các bạn. Tập kết của khách du lịch Việt Nam từ Sài Gòn sang đây, từ đây về Sài Gòn. Thấy cái xe đỗ ở đây này. Ok, và làm tô phở xem như nào. Đây mình nghĩ là cái địa điểm ở nơi tập trung một số bà con người Việt Nam hoặc là người gốc Hoa sinh sống ở đây. Ở phía dưới kia nó có một cái có cái xe khách đỗ kia, xe khách đi Sài Gòn, đi thành phố Hồ Chí Minh thì bà con hay tập kết ở đây. Đấy, tập kết đây để có thể là đón xe về Việt Nam hoặc là đi những cái tỉnh sang Lào gì đó. Cái chỗ này nó gọi là cái phố gì hả em? Nó là gọi là phố chợ đêm đây đúng không? Đấy, cái phố trước mặt đây các bạn, phố trước mặt đây là cái phố chợ đêm đấy. Đấy, buổi tối là người ta bán hàng ăn rồi bán lưu niệm hoặc là những quầy hàng ở đấy. Người Campuchia người ta cũng ít nói như kiểu người Lào các bạn, rất là ít nói, ai cũng rất là nghiêm túc. Cảm ơn. À.
sang Campuchia ăn phở Việt Nam các bạn ạ. Ờ, các bạn, đây là cái xe nó đi về Sài Gòn đấy hả? Đi thẳng về thẳng Sài Gòn luôn. À, nó có đi Lào không? Có, đi Bắc Xế. À, đi Bắc Xế à? Nó ghé qua Bắc Xế xong mới về Lào hay là? Sáng thôi. À. Nhưng mà đi nó cái chuyến của nó là từ Sài Gòn đến Bắc Xế. À, Sài Gòn Bắc Xế xong ghé qua đây. Xong lại vòng đường này để về Sài Gòn. À, đi thành hình tròn đúng không? Em tên là gì? Em Kíp à? Pip. Em bao tuổi? 26. Ở giật mình tưởng 16. Anh lần đầu anh sang đây. Kênh đi chơi đi khảo sát du lịch. Bởi vì anh là bên công ty du lịch. Hay tổ chức tour. Khách tour ở đây luôn. Việt Travel đến đây. Ok. Sao em lại biết tiếng Việt? Em người Hoa thì sao? Em học tiếng Việt à? Em học ở Sài Gòn à? À thế à? Bạn Pip này là người người gốc Hoa các bạn, người Campuchia gốc Hoa nhưng mà lại ngày xưa sang Sài Gòn học nên biết tiếng Việt. Bạn nói tiếng Việt rất là tốt, mình cứ nghĩ bạn là người Việt Nam cơ. Tức là em ở Việt Nam lâu chứ hả? Lâu, 6-7 năm ở Sài Gòn luôn, nói giọng Sài Gòn xịn luôn. Xong về đây lại kiểu suốt ngày gặp khách ở đây đúng không? Tiếp xúc với người ta nhiều, nói chuyện. Anh cũng tưởng em người Việt. Mời em ăn sáng nhá. Người Tàu, đây gọi là người Tàu. Em ngồi sang đây, em ngồi sang đây với anh. Em ngồi sang đây, ngồi đi, ngồi lấy cái ghế ngồi sang đây với anh. Nhưng em tiếng Trung à, em nói tiếng Tàu à, em nói tiếng Cam à, em nói tiếng Việt này. Tiếng Lào nữa, tiếng Anh nữa. Úi dồi, bạn ấy, bạn Pi, bạn nói được tiếng Tàu là 1 này, tiếng Việt là 2 này, tiếng Cam là 3, tiếng Lào là 4, tiếng Anh là 5. Còn tiếng gì nữa? Thái Lan nữa là 6. Ủa sao em giỏi thế? À, căn bản đây là cái nơi mà trung chuyển khách đúng không? Nhiều khách du lịch rồi là những cái... Ngày xài tới 4 năm tiền. À, một ngày xài 4 năm lần tiền Lào. Tiền Thái rồi tiền Campuchia. Bên này người hay dùng tiền đô nhỉ? Tiền đô. Đây dài giống như Mỹ vậy đó. Anh... anh mua xăng anh toàn trả tiền đô thôi. Ôi, phở vị đúng vị Sài Gòn luôn các bạn. Phở ở đây đúng rồi. Nó cũng như là năm 2010. Đúng rồi, 2020. Có cái đoàn mà xe đạp luôn Việt Nam có chút gì là cũng qua đây hả? À có lẽ à? Nổi tiếng rồi. Thực ra đồ ăn Tàu với đồ ăn Việt là rất là ngon. Nhưng mà bọn Tây nó thích lắm. Tây thích đồ ăn Tàu, đồ ăn Việt. Đúng rồi. Còn mà đồ ăn từ Lào với từ Cam thì nó hơi khó ăn chút. Nói chung là cứ đi đâu cứ vào quán Việt Nam, quán Trung Quốc là đồ ăn ngon ngay. Trung Quốc thì nó mắc. Việt Nam ngon. Nhưng mà người Cam này người ta thích người Trung Quốc hơn thích người Việt Nam đúng không? Không thế thôi hả? Bởi ở bên Việt Nam là cứ nghĩ là người Campuchia người ta thích người Trung Quốc hơn người Việt Nam sang du lịch. Không phải là thích người bên nào hơn bên nào nhưng mà do là bên nào nó chỉ có một hồ thích thành phần vậy. Bạn Pi bạn có tâm sự là thực ra người Việt Nam và người Trung Quốc thì người Campuchia cũng đều bình thường cả, không có gì cả, không phải là ghét người Việt Nam để yêu người Trung Quốc hay như nào cả, thì mỗi mỗi cái cộng đồng
người Việt hay người Trung Quốc đều có những người xấu người tốt, thì đôi khi những người xấu thì tạo ra những cái tiếng xấu cho cả cộng đồng đó. Thì mình thì từ sáng giờ mình đi loanh quanh trong Sung Trang thì mình cũng thấy mọi người cũng rất là bình thường. Đấy, mấy bác xe ôm chào hỏi ở đâu, ở Việt Nam thì cũng cười thôi, không có gì cả. Thì mình nghĩ là về những cái thành phố trung tâm hơn, ví dụ như ở Siem Reap hoặc là Phnom Penh, thì cái sự phân biệt nó khác hơn. Đấy. Thì mình, thực ra là mình cũng chưa bị dính những cái sự phân biệt đó, nhưng mà thấy nhiều anh em bạn bè nói là ở những cái thành phố lớn thì thường thường là không nên nói là mình là người Việt Nam. Cũng rất là buồn để nghe những cái chuyện như thế. Thì mọi người sống thì đều hòa bình cả. Nói chung ai cũng phải làm việc, ai cũng phải tư duy thì mới có tiền để có cuộc sống. Cũng có thể có một số những thành phần có những người người ta không thực sự tốt, người ta làm ảnh hưởng đến cộng đồng chung. Nhưng ở đâu cũng thế, nếu mà ta sống tốt thì ta được gọi là tôn trọng thôi. Ăn sáng xong thì ngày hôm nay mình sẽ đi về tỉnh Prachvihear các bạn. Đi về phía đằng Thái Lan. Tỉnh Prachvihear là cái tỉnh mà luôn luôn có cái tranh chấp biên giới với lại Thái Lan các bạn. Thì mình sẽ về Prachvihear, mình nghỉ ở đấy. Thì sẽ lên cái phương án là xem có thể đi thăm cái đền thờ mang tên là đền Prachvihear, mà suốt ngày ở Thái Lan, Campuchia gọi là tranh giành nhau, đưa quân lên rồi cái điều khác căng thẳng. Từ Prachvihear thì mình sẽ đi xuôi về Siem Reap. Và nếu có điều kiện và nếu đủ thời gian thì mình sẽ tiếp tục đi sâu hơn ở phía nam Campuchia các bạn. Đi về Bát Tam Bang, đi về Phnom Penh. Sau đó mình sẽ vòng ngược lên đằng cửa khẩu Samat. Đấy, thì mình còn khoảng hơn chục ngày phép nữa, lại phải đi làm. Cũng đam mê đi du lịch các bạn. Thì mình đi nhiều như thế này. Ok. Các bạn xem video buổi sáng ngày hôm nay, nếu mà thích video thì cho mình xin một like hoặc là cho những bình luận nhé. Mình biết trong cái video thì nếu mà có những cái bình luận gì nó chưa thật sự chuẩn, chưa đúng với những cái gì thực sự ở đây, thì các bạn đóng góp ý kiến giúp mình. Mình cũng là cái ý kiến cá nhân thôi, ý kiến cái gì nhìn thấy thì mình nói ra thôi, với cái sự hiểu biết hạn chế. Thì rất là mong các bạn khán giả có điều gì thì cùng nhau chúng ta bàn luận. Ok, thôi cảm ơn Pi rất là nhiều bắt tay. Đấy các bạn thấy không? Mình đang bắt tay với người Campuchia nhá. Bạn rất là thân thiện, bạn làm đồ ăn Việt Nam cực ngon luôn. Thế các bạn đến Campuchia, đến Sung Trang thì các bạn đến chỗ này nhá. Phở Sài Gòn. Đây, đấy cái biển đấy kìa. Cái gì? Đây, Phở Sài Gòn, đây có một địa điểm đây này. Và một địa điểm bên kia, hai quán. Em là chủ luôn ấy hả? Hay là... À, chuẩn đấy. Ok, chúc may mắn nhé. Làm ăn phát đạt. Cảm ơn em. Rồi, bạn Vy, bạn nói tiếng Việt rất là giỏi. Nói như người Việt luôn các bạn. Người Campuchia gốc Hoa sang Việt Nam học tiếng Việt. Xong sau đó là về mở nhà hàng bán đồ Việt Nam. Đây, Sài Gòn đây. Ok, mình di chuyển về khách sạn, dọn đồ đạc để đi Prachvihear các bạn ơi. Trời buổi sáng thì thường nó rất là đẹp, trời nắng. Nhưng mà phải tranh thủ đi buổi sáng bởi vì buổi chiều có thể là sẽ mưa. Ok, tạm biệt các bạn nhé.